Xin chào các bạn, đây là chuyên mục chăm sóc sức khỏe của Mẹo Sức Khỏe HTV. Nội dung trong chuyên mục chúng tôi sắp gửi đến cho các bạn, hy vọng rằng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Cách chữa ho và chữa viêm họng cực nhanh với hẹ và gừng, không cần phải dùng đến thuốc. Ho khan là một trong những căn bệnh hô hấp do các yếu tố bên ngoài tác động tới và nội tiết tố bên trong cơ thể gây ra, cũng như các căn bệnh ho gà, ho lao, ho đờm, ho có đờm, ho da máu, ho ngứa cổ, ho khan có thể gặp ở cả người lớn và trẻ em. Ho khan kéo dài trong nhiều ngày liền có thể khiến cho bệnh nhân bị ngứa cổ, đau rát họng, cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi, kém ăn, sút cân. Bạn hãy áp dụng ngay cách chữa ho khan được nhiều người áp dụng dưới đây để căn bệnh này không còn làm phiền đến sức khỏe của bạn nữa nhé. Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị bao gồm: nguyên liệu thứ nhất chính là lá hẹ. Nguyên liệu thứ hai là đường phèn. Và thứ ba là một nhánh gừng tươi. Đây chính là ba nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Với ba nguyên liệu này thì chúng ta có cách thực hiện như sau. Với gừng, bạn hãy gọt bỏ phần vỏ của nó đi cho mình. Sau khi đã làm sạch vỏ của gừng, bạn chuẩn bị cho mình một bát nước lọc. Bạn cho hẹ và gừng vào rửa thật sạch đi cho mình nhé. Đây chính là gừng và lá hẹ sau khi đã được làm sạch. Mình sẽ cắt gừng thành các lát mỏng cho vào trong cối. Với hẹ, bạn cũng cắt nhỏ và cho vào trong cối này nhé. Bây giờ mình sẽ giã nhỏ hai nguyên liệu này ra. Đây chính là gừng và lá hẹ sau khi đã được giã nhỏ. Mình cho thêm vào cối này một chút đường phèn rồi lại tiếp tục giã. Và đây chính là hỗn hợp ba nguyên liệu hẹ, gừng và đường phèn của chúng ta đấy. Mình sẽ cho hỗn hợp này ra bát. Bây giờ mình sẽ đem bát hỗn hợp này hấp cách thủy khoảng 5 phút cho đến khi hỗn hợp của chúng ta chín nhé. Đây chính là bát hỗn hợp mình vừa hấp cách thủy xong đấy. Và cũng chính là bát hỗn hợp mà chúng ta cần cho cách trị ho tại nhà này. Khi lấy ra, bát hỗn hợp của chúng ta vẫn còn ấm nóng. Vì vậy, bạn nên để nguội bớt là có thể dùng được. Người bệnh sẽ uống từ 1 đến 2 thìa cà phê hỗn hợp mỗi lần, khoảng từ 2 đến 3 lần mỗi ngày là được. Sau khi dùng khoảng 1 tuần liên tục, cơn ho sẽ nhanh chóng được trị dứt điểm. Với các bé còn quá nhỏ, các mẹ có thể để cho bé uống khoảng từ 2 đến 3 thìa một ngày là đủ. Tuyệt đối là không được cho bé uống quá nhiều, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé nhé. Trên đây là cách trị ho bằng lá hẹ tại nhà mà bất cứ người nào cũng có thể áp dụng được. Song song với cách điều trị bệnh, người bệnh nên tiến hành vệ sinh họng mỗi ngày bằng nước muối sinh lý
để bệnh có thể nhanh chóng khỏi. Riêng với những bệnh nhân mắc bệnh ho lâu ngày, hãy nhanh chóng tiến hành thăm khám và điều trị bệnh sớm, tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Chúc các bạn thành công và thật nhiều sức khỏe. Chúng tôi hy vọng rằng với chuyên mục này, với nội dung trong video sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.